cô người phó và thầy phó và toàn thể với thầy cô cùng các em học sinh thân mến. Cô đang cầm lên tay cái kết quả của cuộc thi ngày hôm nay. Thì trong cuộc thi ngày hôm nay thì các thầy cô lại thấy rằng là trong suốt 5 tuần vừa qua, các em học sinh khối lớp 10 và lớp 11 đã rất là cẩn thận và vẽ từng nét bút. Và như vậy thì trong cái cuộc thi này thì ban giám khảo là thành phần rất là quan trọng, và cô Hạnh bộ môn mỹ thuật đã gửi cho ban giám khảo kết quả chính thức cho ngày hôm nay. Rất là khó cho ban giám khảo để chọn ra được những bức tranh đạt giải, và khi đứng ở đây thì rõ ràng là khi các thầy cô lại thấy rằng là các bức tranh này đều có những chất lượng rất là tốt, và rõ ràng để chọn ra những cái lớp mà đạt giải là rất là khó. Và do thời gian trên sân khấu có rất là ít nên không thể cho tất cả các lớp thuyết trình trong cái buổi chung kết ngày hôm nay ngày 7 tháng 11. Cái vòng sơ khảo đã được chấm vào buổi tối ngày 2 tháng 11. Vì vậy đây hôm nay tất cả các lớp ở đây đều xứng đáng là các bạn đã có giải, tuy nhiên chỉ chọn được có 10 lớp. Và xin trao lại cho MC cái giải của chương trình ngày hôm nay để em có thể thông báo cho các lớp. Xin cảm ơn các thầy cô. Bởi vì theo em thấy thì mỗi cái phẩm phần trình diễn đều rất hay, ấn tượng, đầy tính sáng tạo.
Kính thưa thầy Trần Quang Huy, Phó hiệu trưởng trường Bình Huế. Kính thưa cô Bùi Thị Thanh Nhàn, Phó hiệu trưởng trường Lê Thánh Tông. Kính thưa thầy Lê Hữu Phương, tổng quản nhiệm. Thưa cô Vũ Thị Bắc, tổ trưởng tổ địa lý và giáo dục địa phương. Kính thưa quý cô trong tổ địa lý và kính thưa quý thầy cô, quý cán bộ nhân viên và cùng tất cả các em học sinh đang ở trên sân trường thân mến. Thì trong 45 phút của tiết sinh hoạt dưới cờ vừa qua, tổ địa lý và giáo dục địa phương cùng với các em học sinh nhà trường đã tích lũy rất nhiều thông tin bổ ích và những hoạt động rất bổ ích để tạo thành một cái sân chơi thành công với chủ đề Việt Nam quê hương tôi, và kèm theo đó là chủ đề bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp của đất nước. Thì với 45 phút chỉ để đủ để trình bày kết quả về những cái chuẩn bị và những cái hoạt động của các em học sinh trong suốt năm tuần lễ. Các em đã chuẩn bị đề tài, vẽ, chuẩn bị chất liệu, bức tranh, rồi kích thước, màu sắc, và chắc chắn là có cái sự phối hợp và rất là bài bản trong các bạn cùng với nhau, cùng với những cái hướng dẫn của các thầy cô trong tổ địa lý cũng như là thầy cô quản nhiệm. Và để cho chúng ta hôm nay có được cái kết quả là những bức tranh thật là xuất sắc, chắc chắn đó không phải là những bức tranh của những họa sĩ chuyên nghiệp. Chúng ta chỉ là những họa sĩ nghiệp dư, nhưng các em đã thể hiện được tài năng, năng khiếu của mình qua những cái bức tranh mà hôm nay các em đưa đến sân trường của Nguyễn Huế này. Và cũng như nhận xét của các cô quý cô vừa rồi, thì chắc chắn là tất cả những bức tranh này đều xứng đáng nhận được những giải thưởng cao nhất của ngày hôm nay. Chỉ có điều là công tác cuộc thi thì thế nào cũng phải chuẩn bị nhất nhì ba quy định, phải không ạ? Thế còn thầy thấy là cái khả năng trình bày ý tưởng của các em để vẽ tranh thì tất cả các lớp đều xứng đáng nhận được những giải thưởng cao nhất ngày hôm nay. Xin tất cả cho một tràng vỗ tay với các em. Và đặc biệt là đối với riêng tổ địa lý và giáo dục địa phương, chúng ta xin nói qua một tí là ở đây có cái kết hợp giữa tổ địa lý cùng với giáo dục địa phương, là bởi vì theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 thì bắt đầu từ năm nay trở về sau sẽ có thêm một cái hoạt động giáo dục cũng như là một môn học gọi là hoạt động giáo dục là giáo dục địa phương. Và như vậy thì riêng đối với trường Nguyễn Huế của chúng ta cũng như là trong hệ thống Nguyễn Huế Lê Thánh Tông đó, thì hội đồng quản trị ban giám hiệu cũng quyết định là kết hợp giữa tổ địa lý và hoạt động giáo dục địa phương thành một tổ là phối hợp. Và như vậy cho nên là chúng ta thấy là có cái hoạt động mà về hướng dẫn học sinh vẽ tranh giáo dục tình yêu quê hương đất nước với địa phương nằm cả trong cái sân chơi địa lý của ngày hôm nay, kết hợp với cái việc bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp như thế. Và cũng khi cái chủ đề mà nó có liên quan tới việc giáo dục và nhiều thông tin bổ ích mà tổ địa lý cũng đã chuẩn bị rất chu đáo cùng với các giáo viên quản nhiệm và các cô chú đã chuẩn bị cho cái sân chơi hôm nay thành công tốt đẹp. Và phải nói rằng là một sân chơi như thế này thì đưa lại được rất nhiều điều bổ ích, rất nhiều điều để các em học hỏi được ngoài những kiến thức lên lớp, và nó có giá trị là học được nhiều về kiến thức cũng như về kỹ năng. Các em có một cái sân khấu để lên chuẩn bị cái cách nói năng, trình bày, soạn cả cái bài thuyết trình, tìm kiếm tài liệu trên các cái sách báo, trang mạng. Chỉ có điều là lên trình bày thì dĩ nhiên là học sinh mà mình học sinh mình vẫn còn là học tập, đúng không? Cho nên là lên thì cũng có lớp trình bày lưu loát trôi chảy, có lớp cũng còn hơi vấp váp. Thầy xin nhắc một điều để từ nay về sau như thế này, gần như là khi nào lên trình bày chương trình thì nếu mà chúng ta chưa nhuần nhuyễn, chưa quen thuộc với cái việc mà đứng nói trước đám đông đó, thì
các em nên chuẩn bị sẵn giấy soạn bài hoặc là theo những các cái các em thấy là của các cái speaker quốc tế cũng vậy đó, họ có những cái card gọi là cái card nhỏ gọi là flashcard đó để ghi những cái nốt, những cái tờ giấy và những cái card đó cầm lên thế này cũng như nhiều lớp vẫn cầm đó. Có khi các em không cần đọc trong đó nhưng nó là cái vật làm các em tự tin khi các em nói chuyện đó lên để các em khỏi bị thức lạ. Đôi khi lên đến mất bình tĩnh, mình đôi khi mình không có tới đánh giá được cái năng lực và cái tâm lý của mình khi đứng trước một tập thể như thế đâu ha. Và cho mình nên chuẩn bị mình để mình tập dần thì sau này mình sẽ trau dồi thêm cái kỹ năng và quyết định được đắm đông. À, một lần nữa xin thay mặt lãnh đạo nhà trường trân trọng kính cảm ơn thầy Tổng Quản Nghiêm, quý thầy cô giáo viên Quản Nghiêm và nhất là quý thầy cô trong tổ địa lý giáo dục địa phương của nhà trường đã dạy cho hướng dẫn chuẩn bị cho các em một sân chơi bổ ích như ngày hôm nay. Và thầy biểu dương cũng như là cảm ơn tất cả các học sinh của các lớp hôm nay đã tham gia rất tích cực và rất nhiều cái thông tin cũng như thể hiện rất nhiều cái năng lực của chính các em cũng như là những cái phẩm chất tốt đẹp của người học sinh nói chung và học sinh Nguyễn Huyền nói riêng. Xin trân trọng cảm ơn. Thank you.
thầy, em chụp cho thầy. Rồi, thầy ơi, con cảm ơn con. Cái gì đó hai cái. Cái đó hết pin. Này này anh. Dạ rồi. Một cái nữa con, một cái nữa luôn. Rồi, cứ tự nhiên đi. Rồi. Rồi, còn lại học sinh các bạn sát vô một cái nữa. Mấy bạn nam chuyển ra cái tầng ngồi với mấy bạn nam quỳ giống như bóng đá vậy đó. Năm đứa nam ra quỳ, ra đây, ra hàng trước. Chạy lên hàng trước, rồi gái xích vô. Nam nam, ba bạn nam này nhảy ra đây hàng quỳ nè. Đúng rồi. Bắt ơi, của bắt mà. Dồn vô, dồn vô. Của chị Gia Thuận. Nam ở trên chạy xuống đây. Không biết. Đẹp lắm. Chạy xuống. Con trống, kêu 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 nó còn trống đó con. Mạng, bước xuống đây con đi. Chạy luôn đi. Đẹp đấy, đẹp đấy. Nè 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 nè, cầm cái máy này nè. Đây đây đây, rồi cầm vô. Á, dừng được. Đó, hạ xuống. Đó, dừng chừng. Đó, đều á. Giữ nha. Dạ, dạ, dạ. Đang đây. Rồi, để thôi, quá đẹp luôn. Đúng rồi, để. Cô có thể cô đứng với bạn nam nó luôn. Cho nó đẹp luôn, có cô, có trò. Đúng rồi, chuẩn. Ok. À, nguyên cái hàng ở cuối cùng á. Rồi, cái bạn nam này xích qua đây để mất cái chủ đề quê hương tôi. Rồi, được ạ. Đẹp lắm đó, tụi con ơi. Cô luôn xuống tới bên cạnh ngay chính giữa. Rồi, ok. Đồ sắc màu luôn. Trên cả tuyệt vời. Đẹp. Đẹp quá này. Trên cả tuyệt vời. Dạ, em cảm ơn này. Đẹp vậy mới đi với anh Tiên được chưa, bản lĩnh đi 20 năm nay với anh ấy. Dạ đúng rồi, đẹp quá trời. Quá chuẩn rồi. Ôi thầy rất đẹp thiệt. Đăng này giờ sao đây? À, các 10 cái tấm mà đạt giải các em bảo là trong thư viện cho cô nha. 10 tấm đạt giải.